Xong rồi, bây giờ mách này nào, mách đây, quay dậy, đây. 3, 2, 1, lên. Tay phải che hơi nhiều, tay phải em che hơi nhiều. Mày cứ nhổm ra ấy, kiểu như là ném một cái là mày nhổm ra, nghe kiểu giật mình ấy. Mình nghĩ là thiết kế xong rồi nó cần phải làm thêm nhiều cái nữa, nó hoàn thành xong mấy thứ nữa chứ, nếu mà nói về hình ảnh là tức là xong hết rồi, tạo nhân vật là xong rồi, chắc là còn thiếu cái gì đấy, nhưng mà các bạn là sắp được hoàn thành rồi, skin sắp được hoàn thành rồi, sắp được ra mắt rồi, mình nghĩ vậy. Chờ tao đi đái chút xíu tao quay lại. Ván sau làm trận DCV anh để em xếp kèo 200 sao win. Được em ơi, trận sau. Gì cũng được hết. Kiểu gì? Thì ở thế nó chạy được kìa. Cay không? Cay không? Tại sao quả đấy ông rát này, ông lại không đánh nhở? Mình xuống thôi mà. Mới chỉ cần lao vào đạp nó là xong mùa. Ui. Bắt bà lù, Diêu bắt bà lù là em biết rồi. Cố ăn xong con này mà. Mình cân hai thằng rồi đấy, nhưng mà mình xử lý ngu quá, lâu chơi xử lý ngáo quá. Cái gì mà phút ông về thế? Quái, mình đang định một cái mình đang định gì đâu, mình đang định anh em ở góc cửa hack map. Hack map thật ạ. Hack map thật, không phải tin được. Hack map chỉ tràn lan thực sự. Thôi xong, vào trong tầm ngắm của Joker. Mẹ em mình
Dòng ơi đánh tao đi, Dòng ơi đánh đi, đánh đi. Nó vẫn giết được mình kìa. Lại Omen hack map gì mà lắm thế. Đùa. Toàn hack map thôi. Rồi cái động tí là hack map thì hack map làm cái gì? Chỉ là game giải trí thôi mà. Buồn. Thật sự. Tear it up. Ờ, thế mày lên đây thì mày chết rồi đấy. Năm giây của ulti anh em ơi. Mình không thoát được tông con trai. Định tốc biến đấy, nó định tốc biến đấy. Mình biết mà. Thì tới dành công nhận với Việt Nam, Tây Việt giờ la liệt toàn ý thức thôi. Tây Việt mấy ông toàn mấy ông chậu không ý thức gì cả. Thích má phải làm cái gì? Ôi tôi chết rồi. Chết rồi, mình đủ, mình cân thiếu đam ạ. Mình cân thiếu đam ạ. Sorry anh em. Ngáo, quả ngáo quá. Không phải tin được. Sót quá. Môi nẻ thế. Tại sao mình vẫn bôi son dưỡng mà sao? Bôi cái nẻ, thuốc nẻ môi mà. Tại sao nó vẫn cứ sót nhỉ? Nó vẫn cứ bị bong ra nhỉ? Vẫn sót bình thường, không đỡ tí nào mà. Ơ nha kia nhé. Rồi sao nữa? Rồi chết đi cưng. Cái gì này nữa? Chết nó đi cưng. Ui không kịp bật. À, không kịp bật đồng hồ cát rồi. Tay chậm rồi. Đấy. Tiệt tay chậm rồi em ạ. Sáng thủ. Lại là cái kiểu món đồ này. Anh em biết mình nên đồ này rồi đúng không? Tôi lọ quay live stream anh em xem rồi đấy. À quay lên Facebook cho em xem cái này rồi. Chưa, được chưa, được chưa, được chưa, được chưa, được chưa, đầu hàng được chưa, mình sẽ tái tạo cái pha đấy với anh em. Không được rồi. Đầu bồ cát là gì ạ?
quên đấy. Quả cầu băng xương.